Này thì bên trong nhà phòng ngủ thì ông muốn sơn là màu trắng à? Vâng, nhà màu trắng. Vâng, thế là lấy cỏ cho nó ăn no, bán được không? Ông định bán á? Chỉ bán được 26 triệu với mấy người, 3 triệu thì ông mới được tiền giải ngân hàng. À. Chào các em các chị nhá. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay thì cháu được lại tiếp tục là có mặt ở nhà hai ông cháu của bác ạ. Và hôm nay cháu được xuống thì cũng nghe được một tin từ hai chị là Nguyệt Thúy rất là lớn cô bác ạ. Ở đây thì hầu như là hai chị là Nguyệt Thúy là đồng hành cùng với cháu Lực là ngôi nhà của hai ông cháu là rất là nhiều. Và đến ngày hôm nay ông có biết là cháu chuẩn bị là báo cho ông là một cái tin gì nữa không? Ông chưa biết đâu. Ông chưa biết à? Vẫn đang hồi hộp à ông? Và Mạnh thì là đến ngày mai thì là về rồi không? Mai buổi chiều về. Chiều về là ông có phải đi đón không hay là Mạnh là tự về? Tự về đó. Tự về luôn à? Về nhà cô nó bên kia thì chưa tầm 12 một dưới thì ông đi đón. Vâng. Thế là quay lại cái câu chuyện mà cháu Lực là muốn xuống là thông báo với ông đấy các bác ạ. Rằng là ở đầu cháu Lực sẽ nói ở đầu video luôn là hôm trước thì hai chị Nguyệt Thúy có gửi cho cháu Lực là cái khoản là 60 triệu và cái khoản là 40 triệu thì làm cái kinh phí để mà làm nhà, còn là thêm là 20 triệu còn lại. Thì chị có nói với cháu Lực rằng là cái khoản đấy thì sẽ để vào cái tiền sơn nhà. Đấy, tiền sơn nhà. Ông có biết là sơn nhà là như nào không ông? Chưa biết. Chưa biết à? Thế ông có thấy là những cái ngôi nhà người ta mà có cái màu sắc mà đặc đặc không? Thấy rồi. Thấy rồi à? Chính xác. À vâng. Thế thì ngôi nhà của ông thì thời gian tới thì sẽ như thế này ông ạ? Thế thì nói với ông một chút thì nếu mà để mà tâm nguyện ông thích là những cái loại màu gì không? Ông thì trong bàn đây là thứ màu đen, nhưng mà ở chẳng với đằng sau kia thì thứ màu xanh. À, thế là thích, đấy là mặt trước của ông là ông thích cái màu nào mà tối tối đúng không? Vâng. Còn là cái mặt hai cái mặt ở phía bên trái với lại bên phải đằng sau là ông thích là màu xanh à? Vâng. Nhưng mà màu xanh là ông thích loại là cái như kiểu là màu xanh nào, màu xanh lá cây, màu xanh như loại kia hay là màu xanh như tôn? Màu xanh tôn cũng được không? À. Thì nó xanh khác một tí. À là. À là ông thích là màu xanh như loại màu tôn này đúng không? Vâng. À vâng, đây là màu xanh, đó là màu xanh gọi là nước biển với lại da trời đấy, theo như Mạnh nói đấy. Nên vừa rồi thì nói với ông thì ông nói là nhưng mà tại sao lại ông lại thích là màu xanh ở mặt là mặt sau ấy? Chứ màu xanh à? Mặt trong thì chứ màu trắng. Mặt trong là mình sơn sẽ rất là sẽ sơn màu trắng rồi, tại vì là nếu mà sơn màu trắng này thì nó mới khi mà mình bật điện lên nó mới sáng ngôi nhà. Nhà cái màu đen này để mà ông bảo là thích cái màu tối tối ấy, nhưng màu đen ấy thì là sơn ở bên ngoài thì nhưng mà tại sao ông lại thích cái màu đấy không? Màu đấy. Nhưng mà có nghĩa là nó không bị bẩn hay là nó như nào? Không bị bẩn, không thấy bẩn mấy nhưng mà cứ ở đấy. À. Nó dâm dâm đấy. À, nó nhìn nó dâm dâm, nó mát mát à? Vâng. Vâng. Đấy, hôm nay thì cháu Lực xuống là muốn thông báo với lại ông, và thứ hai thì xem là ý của ông là ông muốn là cái màu như nào của bác. Thì ông có chia sẻ với cháu Lực rằng là hai bên thì bên trái bên phải thì ông là muốn sơn cái màu xanh. Đấy, màu xanh như kiểu là cái màu tôn ở trên này này các bác này. Còn phía trước mặt tiền này. Phía trước mặt tiền thì ông muốn là sơn cái màu nào mà nó tối tối một chút. Đấy, để cho tránh cái trường hợp là nó bật. Còn ông cháu mình đi vào trong nhà một tí nào xem nào.
Anh sau khi mà nghe được tin của hai chị là Nguyệt Thúy thì cháu cũng phải là dừng lại cái việc lắp cửa đó. Đấy, vì là nếu mà bây giờ mình lắp cửa nhá, lúc mà mình sơn thì nó sơn được thôi, nhưng mà nó khó không ạ? Đấy, cái khoản là 20 triệu này thì cháu được cũng đang tìm thợ sơn về để mà cho thợ người ta làm rồi, xem là giá cả người ta là lấy như thế nào. Như nhà của ông thì cái diện tích của nó thì nó nhỏ hơn nhà của hai ông cháu. Đợt mà cháu được làm nhà hai ông cháu thì là cái sơn của nó là 20 triệu đấy, nhưng mà chỉ có là hình như là 3 màu thôi. Còn nhà của ông này thì không biết là xem là có bao nhiêu màu đó. Hôm nay thì xuống là hỏi ý kiến của ông xem đó. Và cũng muốn là chia sẻ với lại là các bác là khán giả ở trên kênh là cùng biết là hiện tại cháu Lực đã nhận được thêm một khoản sơn nhà của hai ông cháu nữa. Này là phía phòng ngủ. Này thì bên trong nhà phòng ngủ thì ông muốn sơn là màu trắng à? Vâng, nhà màu trắng. Vâng. Thế là trong nhà này là lựa chọn là sơn là màu trắng hết đều ông nhỉ? Thấp tỉ lắm sáng. Vâng. Nếu mà bây giờ mình quả thật là sơn cái màu trắng này có bác này. Cái màu trắng này là không phải là máy nữa thợ vào sơn là không phải là như thế này là sơn đâu ông ạ. Người ta còn làm thêm là nhiều lớp nữa thì mới sơn được. Đấy, nó mà sau khi mà sơn được cái màu trắng này ở trong nhà thì nó sẽ rất là trắng của bác ạ. Cộng thêm là ống bóng đèn nữa. Hôm đó là còn quên là chưa thiết kế là cái bóng đèn năng lượng mặt trời này. Mấy nữa thì cái bóng đèn năng lượng mặt trời thì sẽ lắp ở trên này một cái ông nhá, là cái kia lắp nhá ông nhá, để cho ông hai ông cháu là đỡ tốn tiền điện hơn. Đấy. Ở trong nhà thì ông ở thì cũng một mình, khác là lau dọn nhà thì lau cái này thì lau một hai lần thì sẽ nó hết cái màu trắng trắng này các bác này. Đây là những cái vết chân của chó chạy vào đây sao ấy ông nhỉ? Vâng. Thế này. Của lâu lắm này. Vâng. Chó nó chạy. Vâng. Đấy, tại vì là chưa có cửa cho nên là chó nó hay vào. Vậy sau này khi mà đi vào sơn ấy thì cái này là sẽ phải mài thêm của bác ạ. Đấy. Như trước đợt mà làm ở trên nhà của hai ông cháu ấy thì thấy là mấy anh em thợ là mài thì khi mà mài ấy, mình sơn lên thì nó mới bóng. Vậy bây giờ thì sẽ phải tạm hoãn lại cái việc cửa đó, rồi thì sẽ là cùng đội thợ sơn để mà đi vào và sơn nhà đó. Như sơn nhà này thì nếu mà mấy nữa mà cháu không được xuống đấy ông nhé, thì ông xem là thợ ấy là người ta sơn người ta không có lấy băng cứu băng dính mà dán cái phần nền nhà ấy, thì ông phải nhắc người ta không nhá, chứ không là mấy nữa là khi mà sơn xong ấy là cháu xuống là hai ông cháu mình lại phải cọ cọ vất vả đấy. Cái băng dính hôm nọ là hai chị Nguyệt Thí là gửi ở trong cái hộp màu vàng vàng ấy, ông còn nhớ không? Đấy. Đấy. Cái này là thợ nó sẽ có khác có trách nhiệm là làm thôi nhớ, nhưng mà mình phải giám sát một chút, mình phải xem một chút. Đôi lúc là thợ người ta lơ là ấy, không có mình ở ấy. Thợ khác không phải thợ làm nhà ấy. Dạ, thợ khác đấy ông ạ. Sơn này là thợ khác, còn làm nhà thì hôm nọ là hỏi thợ không biết làm đâu. Cứ gọi là mối công việc nó là mối một thợ ông ạ. Thợ làm nhà thì chú Toán với lại anh Phòng là chỉ nguyên xay với lại ốp thôi. Đấy, còn là vì làm cửa như này thì nó lại liên quan tới là cơ khí. Còn sơn này thì lại liên quan đến thợ sơn. Nếu như mà chú Toán với lại là anh Phòng là biết về làm cửa hay là biết về sơn luôn thì là có thể là nhận một phát là hết luôn. Đấy, nhưng mà không biết làm. Cửa chắc không biết làm. Và thời tiết thì hôm nay là nắng rất là đẹp các bác này. Nắng như này thì kèm theo là một cái tin vui là dành cho ông nữa. Và ngôi nhà của ông thì sẽ lại thêm là một cái màu sơn, cũng như là chuẩn bị là khoác thêm là một lớp màu áo mới cho ngôi nhà nữa. Nếu mà sơn được ấy thì cô bác thì nhìn nó sẽ trông sẽ là thêm là rất là nổi bật. Ôi, phía trên này thì mấy anh em thợ đang thiếu cháu là một cái bóng đèn nữa rồi này, chưa lắp rồi. Nên là mấy anh em thợ là lắp xong chưa?
một cái này, hai cái và thêm là phòng ngủ ba cái, phòng ngủ thêm này là bốn cái. Ông cháu xem là cái nhà vệ sinh thì có chưa? À đây bốn cái này. Vệ sinh có 10 cái. Có một cái đúng không? Thế là trong nhà là có một hai là 5 bóng rồi, phía bên ngoài là một bóng là 6 bóng. À, ủ điện của nhà ông thì cũng có rất là nhiều ủ đấy, là ông tha hồ mà dùng. Trong kia thì vẫn làm thêm là một cái ủ điện nữa, sau này nếu như mà có những cái những cái chương trình khác để mà làm ấy, thì mình sẽ không phải là đục nữa ông ạ. Cái thiết kế là sẵn hết rồi. Thực ra thì nhiều ủ điện như này thì ông cũng chẳng sử dụng hết đâu các bác, sử dụng được là một hai cái ổ điện với lại một hai cái công tắc thôi. Sau này như hai ông cháu thì khi mà sử dụng ấy, có thể là dùng nguyên một bóng này cũng được, nguyên một bóng bên kia cũng được. Hay trừ phi là làm cho ông là lúc những lúc nào mà đông người đến đấy, là cần cái không gian sáng hơn đấy thì lắp thôi. Hay ông ngày hôm nay là ở nhà làm công việc gì không? Bây giờ đi lấy cháu đi bộ bên kia À vâng. xem nắng một xíu. Và thế thì ông đi xem là cháu đi không phải tí kẻo cháu nắng quá. Này nó khổ nó khăn nước. Và dây điện này là vẫn còn đây ngổn ngang ấy nhờ ông nhờ. Mà nhớ là một là ông cắt cho nó, bảo anh em thợ cắt cho nó gọn vào những lúc cháu không xuống ấy, xong là hai thì ông có thể là bảo anh em thợ là cuộn lại ông nhá, cuộn lại xong là treo lên. Vâng. Không thì ông kéo ra, ông đến nhà lấy bao nhiêu thì lấy thôi, xong cắt ra. Xong là còn dư ra thì mày nữa để ông làm cái việc khác. Sau Nếu này thí kiểu dụ ông như làm một cái chung châu đấy. à đấy, thí dụ sau này ông làm cái chuồng trâu thì có thể là kéo điện từ bên kia sang nữa, thì có dây điện để mà kéo. Đấy, chứ bây giờ mà không làm chuồng trâu ấy thì trâu của ông là suốt ngày là ở bên ngoài thôi các bác. Trâu này nếu mà đi nhận nhà người ta về một là nuôi ấy, thì là chắc chắn là người ta sẽ không có nuôi đâu, nhưng mà đây là ông một nửa, nhà người ta một nửa. Đây, xin phép các bác là vào chỗ này là hơi 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 tế nhị một chút các bác nhé. Thế này là bây giờ là chuẩn bị tháo nước ruộng rồi không? À. Thấy là bông lúa là ra bông là ngả, ngả là gần vàng vàng là tháo hết là nước đi này các bác này. Sau là hôm nay là mang buộc đâu? Hồi xưa đi chăn trâu còn là hay ngồi trên lưng trâu này của bác này. Bố mẹ nhìn thấy là còn ăn đòn đấy, nhưng mà phải nói là trước cháu Lực đã từng chứng kiến được rằng là một cái vụ mà trèo lưng trâu này của bác này, trâu nó chạy không may là bị ngã này, là cái đôi sừng nó đâm xuyên bụng luôn. Từ đấy là bắt đầu là thấy nhìn thấy trâu là bắt đầu thấy sợ rồi, thấy ghê rồi, thấy nguyên cặp sừng là thấy ghê rồi. Đây là lấy buộc đây hay là lấy thả đây không? Lấy buộc rồi. Lấy buộc này à? Trâu của ông thì rất là to các bác ạ. Đấy, có một mình ông ở thôi, nhưng mà ông nuôi được một con trâu béo như này thì
Phải nói là cái công sức của ông bỏ ra thì nó cũng rất là xứng đáng, cũng không phải là dạng vừa đâu. Đi ăn không ngửi nó là đi ăn lú cái kia. Vâng. Ông phải buộc chắc ấy, trâu nó khỏe mà buộc những cái yếu yếu nó kéo thì chỉ là những cái thửa ruộng của ông là lúc đấy là chỉ còn cái nịt thôi ông ạ. Bé Mạnh thì vài năm nữa thì mới giúp được ông là làm những công việc này là nhiều hơn. Dây à ông? Dây cơ. Úi hồi dưới kia ông buộc cái cây này, đúng không ạ? Cây to này thì đúng là tầm độ 10 trâu không kéo được nổ, đổ quá. Cỏ cho nó ăn no bán được không? Ông định bán á? Chỉ bán được 26 triệu với mấy người 3 triệu thì ông mới được tiền giải ngân hàng. À, thế nhưng mà bây giờ là trâu này nếu mà ông bán 26 triệu thì ông được một nửa à? 13 thì mấy người 13 triệu. À, là mỗi người 13 triệu là ông đủ trả tiền khoản ngân hàng của ông nhỉ? Tháng nào không có giá. Vâng. Trâu thì bây giờ mất lâu lắm rồi, ông mất giá lâu lắm rồi, không biết là bao giờ mới có được lại được giá này. Đấy, ông định bán con trâu này để mà lấy tiền đi nộp đi đóng tiền gốc ngân hàng của bác. Ông thì hiện tại là vẫn còn là nợ ngân hàng là thêm là khoản là 13 triệu nữa. Là trước kia là ông có đi đợt mà con ông của bác đang còn đi đang còn ở nhà đấy là vay tiền để mà cho con là đi ra biên ra nước ngoài làm đấy, nhưng mà không may thì là bị lừa, không may là bị lừa hết là 13 triệu thêm là bây giờ mấy năm rồi là không có về được nữa. Đấy, có thể là nếu như mà sau này anh về được ấy thì là Mạnh thì cũng lớn rồi và ông thì cũng đã ông với lại Mạnh thì cũng đã có nhà mới để mà ở rồi. Để mà về thì chắc chắn là rất là lâu thì mới về được. Nhưng mà không biết là có phải là mất tiền chuộc không. Ông thì làm trồng trâu cũng không có tiền thế đó, bảo 6-7 triệu nó mới làm. À. Cây thì thấp có nó thì bỏ cung ra sẻ. À, bỏ cung ra sẻ là 6-7 triệu mới được cái trồng trâu không? Vâng, một cái ba gian. Vâng. Không làm thì trâu cũng có tốt rồi, tôi mới thì vâng. Chỗ đây mà đêm kia mà đêm thì vâng. Nếu mà đêm là nó cứ quen quần lại, quần hết rồi. Anh cũng rất là muốn là giúp cho ông thêm là một cái chuồng trâu nữa cô bác. Đấy nhưng mà khả năng canh của cháu Lực là chỉ được thế thôi. Còn là hơn thế thì cũng không có được nữa. Đấy, cũng không có biết là cái cách nào để mà giúp đỡ cho ông nữa. Đấy cũng mong sao là cái duyên nó đến với lại là hai ông cháu. Nợ bây giờ là hàng tháng là ông vẫn phải đóng là 100.000 tiền hàng tháng của bác ạ. Ở những cái video trước thì cũng được là anh Thân Vũ là gửi cho ông là cái khoản tiền nộp lãi ngân hàng đấy các bác, thì cũng đỡ cho ông là được rất là nhiều rồi, đâu đó là được gần một năm rồi đấy các bác. Rồi ông thì còn đây thêm là hai con lợn con nữa. Không biết là bao giờ mới lớn đây. Cái bạt này là gỡ đi được rồi không bạt này? Bây giờ là không còn dùng đến nữa rồi. Không dùng mà lúc nào mới cho thì ok. À. Nếu cơm mà làm ấm thì được.
Vâng, thế là ông kéo lại đi không? Hay là bây giờ bỏ 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 ra được chưa ông? Bỏ gió cho nó. Vâng. À, như nếu mà nhà ông trước kia mà ở đây có cái ngôi nhà mà lớn lớn hơn một chút đấy các bác, thì có thể tận dụng lại được những cái cây cho ông là tự làm đấy cô bác ạ. Nhưng mà trước kia là một cũng là những cây mà nhỏ nhỏ thôi, cây cột nhà mà cột mà làm từ bằng cái cây tre này thì là biết là nhà là như thế nào rồi đấy cô bác ạ. Ông là có cái tấm bản ra đó bây giờ đó. Có dây thép để buộc đấy không ạ? Này trước thì làm như thế nào thì mới không chắc, mà bây giờ không biết tháo như thế nào nữa thì mới tháo được ra. Mà đôi khi là cái cuộc sống này là nó là như vậy đấy không ạ? Về cái ngôi nhà thì bây giờ là sẽ phải tạm hoãn lại là cái việc làm cửa cô bác ạ, thêm một thời gian đó, và đợi cho lực sơn xong đó rồi thì mới đi vào và lắp. Có đi được không ông? Ông kéo được không, kéo được xuống à? Này nếm nọ là buộc dây thép là cũng nhiều đấy ông ạ. Vớ được không ông? Vớt ở đây. Ông vừa rồi quên là không lấy cái kìm này ông nhỉ? Kìm được không biết. Hôm nay qua là thợ cũng về dọn đồ của thợ rồi anh. À ông? Xem chắc không? Chắc là đi được. Không phải tí là sập ấy. Hiện tại thì là dưới này là vừa nắng lại vừa gió này các bác này. Nó thổi rất là mạnh ấy. Trên này là những cái cây chuối này lá nó còn đung đưa đung đưa. Ở phía này thì là hôm nọ là làm bếp ở đây này của bác này, là mà thiệt hại của ông là đi tầm độ là 10 cái góc lúa rồi. Nay là hôm nào là ông gỡ cái cột cái cây này ra hết đi ông ạ? Chứ là ở trên xa nhìn ở từ trên đường cái nhìn xuống các bác ạ, từ trên đường cái nhìn xuống là nhà ông này là đâu đâu cũng thấy nhà. Mà cái màu bạt với lại là cái màu ngôi nhà nó còn giống nhau nữa chứ. Cô làm mình chú làm ở cái gần bếp ở đâu? Tháo nó ra đi. Vâng. Một cái góc bếp mà rất là đơn giản, dựng rất là thô sơ. Ở đây thì không phải là bây giờ mới dựng đâu cô bác, mà từ trước rồi. Từ trước là cái bếp của ông thì đã đều được là dựng như thế này cả. Đây bây giờ là kéo đi đâu để gấp đây không? Kéo đi xuống nhà cái lấy cái kìm mới không? Ừ.
bạt này thì máy nướt dùng lại để mà làm tút lúa ông nhỉ? Vâng. Tút lúa là còn được ấy. Tút lúa, quần tút lúa đấy. Bên này có dây to này không? Bên này mới dây to này. Thả cho cái dây to ra. Bạt thì số nhà hai ông cháu là năm nay là mua khá là nhiều bạt của bác ạ, bạt này ấy. Đây còn một bên, đây còn một dây nữa ông này. Đây này. Ông bỏ dây kia để cháu bỏ dây này xem nào. Trước thì buộc thế nào không chắc mà bây giờ không biết là tháo nào đấy, ở đây được không? Đấy. Chặt lắm. Đấy, cháu tháo được đấy ông ạ. Rồi. Này kéo đi xuống cái nhà gấp luôn không? Nó mới rộng chứ. Ở đây gấp sao được? Đây để xem nào. À ông thả thả đi xuống này này ông. Ông kéo thả đi xuống cái này này, nó mới đi. Ông cầm nhầm rồi, ông thả thả cái này một bên đi ông. Thả thả cái này một bên. Đây, ông gấp gấp bên này thôi. Gấp lại bên kia đi ông, đây. Ông thì không biết là thích cái màu này như thế nào đấy cô bác. Lựa chọn là hết là đằng sau với lại là bên trước, à bên hông ấy. Hai bên hông là muốn là sơn cái màu này, sơn giống cái màu này hết. Ông thả thả cho em thẳng rồi không? Trước mua những cái tấm bạt này thì là có những tấm là còn tận dụng lại được, còn có những tấm thì hầu như là không dùng được nữa rồi. Trong quá trình dùng ấy nó bị rách hết. Lấy dây thép bu luôn không? Đấy.
cho mát nó một tí được. Phải nắng mái. Wow. Vậy ông à, bây giờ phải cất ra gọn đi chứ không là là để bên ngoài là hỏng hết rồi bạt đấy. Bạt này thì nó cũng chỉ được một thời gian thôi, để mà được lâu nó không được lâu đâu. Nước của ông này thì có vẻ như là tràn đây ông này. Okay. Về liên tục nước ấy. Đầy một cái tách này là hai ông cháu là tha hồ dùng luôn. Dưới mình nuôi này thì kia. Vâng. Thử này mới khô được. Thế là bây giờ là ruộng là chuẩn bị tháo rồi không? Cái nắng này thì cái đèn năng lượng mặt trời này để sạc này nó rất là nhanh các bác ạ. Ở chỗ ông kia là có một cái tổ ong vò vé rất là lớn các bác ạ. Cái tổ kia là lúc nào mà đến đêm muộn ấy ông phải đốt đi ông nhá. Chứ để thế là mạnh là xuống là cái bàn là trước dùng dây thép buộc đấy ông ạ. Bàn điện đi. Vâng. Cửa dây thép này giá mới được. Ở đằng sau nhà của ông thì là chỗ này này có bác này hay là bị gió nước ấy, thành ra là bây giờ cứ mỗi lần mà mưa nhiều ấy, hôm qua thì mưa nhiều quá thành ra là lại bị xói mòn vào trong rồi. Nhưng mà nó không bị sạt xuống đâu các bác nhá, nó cứ bị xói mòn lên từng tí một thôi. Ra bên kia thì không bị vấn đề gì cả. Mày hôm nay là gỡ được cái này ra rồi ông nhỉ, bây giờ ấy. Không là mấy nữa là gió to xuống là đổ hết đấy ông ạ, cái này ấy. Đây là bây giờ còn dùng cái cột này để mà chống tạm rồi này các bác này. Ở đây thì nếu mà ai đi trên đất này các bác này gặp cái loại con kiến này các bác này. Kiến này đốt ra rất là đầu kiến này ấy. Kiến này thì là mấy nữa là nó sẽ hình thành là cái con ong ấy. Cái con ong vỏ vé này, ong bé bé. Đằng sau nó còn tiết ra một cái chất mục trắng trắng nữa. Đấy này, này. Trắng trắng đấy. Vâng. Cái này là độc của nó đấy ông nhỉ. Đây này các bác này. Tiết ra này ghê không? Sơ sẩy mà trẻ con này đi gặp cái con ong này đi ra ngoài ruộng ấy đốt là gặp cái con kiến này đốt là rất là ghê. Tiết ra cái chất mủ trắng trắng ấy. Tiết nhiều đấy ông ạ, này. Hôm nay thì đi xuống thì là nói với ông là cái viền sơn đấy, cái này thì bao giờ ông mới lại lấp lại đây? Mai thì mới được lấp rồi. Chứ là để tránh trường hợp là cái ống nước ấy nó bị hở là nó bị vỡ đấy ông ạ. Này bên kia là một cái ống nước riêng, bên này là cái ống thải. Cứ để hai ống mà gần với nhau thì như mấy anh em thợ nói là đầy nhanh lắm. Máy nước là phải hút rồi. Đấy, hôm nay cháu được đi xuống này các bác thì cũng có thông báo cái tin này cho ông và cho tất cả các bác khán giả trên kênh là cũng biết. Đã tiếp tục là được hai chị Đặng Nguyệt Thúy đồng hành cùng cháu Lực về cái phần khoản sơn nhà của hai ông cháu nữa. Cái video này thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác ạ. Và rất là cảm ơn hai chị Nguyệt Thúy và cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những cái sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Xin chào các em, các chị nhá. Mm-hmm.